cà phê sơ chế natural hay sơ chế ướt thì sẽ ngon hơn? Đầu tiên là hãy đi tìm hiểu về hai phương pháp sơ chế này đã nhé. Cấu tạo của trái cà phê thì bao gồm 6 phần, có hạt nhân xanh, vỏ lụa, vỏ thóc, chất nhớt, rồi có thịt quả và vỏ quả. Nếu bạn mang cả quả cà phê đi phơi thì bạn sẽ có cà phê natural. Còn nếu mà bạn sát vỏ rồi bạn ngâm ủ để lên men loại bỏ chất nhớt thì sẽ có phương pháp sơ chế ướt. Phương pháp sơ chế thì ảnh hưởng rất là nhiều đến hương vị. Đối với phương pháp sơ chế natural thì bạn sẽ cảm thấy đậm hơn, ngọt hơn, phong phú hương vị hơn và thiên về trái cây nhiệt đới. Còn đối với cà phê chế biến ướt thì bạn sẽ thấy cà phê có body mỏng hơn, chua sáng, thanh hơn, hương hoa và cam chanh. Việc lựa chọn phương pháp sơ chế thì đôi khi sẽ được cân nhắc để tạo ra hương vị phù hợp. Tuy nhiên là chủ yếu vẫn phụ thuộc vào điều kiện khí hậu và cơ sở vật chất của từng vùng. Nếu mà bạn thích trải nghiệm hương vị mới lạ và bùng nổ thì mình nghĩ là natural rất hợp với bạn. Tuy nhiên là cà phê sơ chế ướt thì lại là một lựa chọn đơn giản và hàng ngày. Mình nghĩ mọi người đừng ngần ngại thử nghiệm tất cả các phương pháp sơ chế nhé. Riêng đối với mình thì mình thích cảm giác clean, sạch sẽ của cà phê sơ chế ướt hơn. Vậy còn bạn thì sao?